đi là đi ngắm gái là sướng luôn. Đi quay là trên có bạn xem là sướng luôn không? Mọi người, hiện tại bây giờ là đã 22 giờ 40 phút. Thì hiện tại bây giờ là mình ra xe từ lúc 7 giờ 40 sáng cho tới bây giờ là đã là 8 giờ 40, 9 giờ 40, 10 giờ 40, là tổng cộng là 15 tiếng. Thì thu nhập 15 tiếng của mình thì mình được bao nhiêu? Thì hôm nay mình chỉ có chạy bay và giao hàng thôi nha. Ừ, hết chạy 15 tiếng. Thì sáng giờ mình chạy được 984.853 đồng. Và mình được thưởng mốc 2 nè. Thưởng mốc 2 là mình sẽ được 180.000. Thì các bạn biết ngày hôm nay mình chạy tới rất là, mình chạy khá là nhiều luôn á. 180 cộng cho 984.000 thì nó là, mình sẽ bấm máy tính nha. Hiện tại mình đang điều hướng về, mình cho mọi người xem. Thì mình 984 cộng cho 180.000 cộng cho tiền tiếp ngày hôm nay mình được 120.000 là 1.284.000, là tính hết luôn tất cả đó mọi người, trừ chi phí, trừ xăng, trừ ăn ra là 200, là mình còn được 1.084.000. Nói chung đó là mình được, hôm nay là mình chạy được 1.000.000. Và mình sẽ cho các bạn xem bao nhiêu cuốc xe nha. Còn có 2% pin à, nên mình đang ráng cố. Tổng cộng là 49 xe. Nè, 49 xe. Ráp bay là được 615.000. Và thu nhập giao hàng là được 330.000. 49 xe nha các bạn. Đó, mình chạy khá là nhiều luôn đúng không? 49 xe chạy liên tục luôn các bạn. Thì các bạn biết rồi. Thì muốn lấy được mốc 2 của Ráp thì có đâu phải là chuyện dễ đâu. Rất là khó khăn, rất là cực luôn á. Trời ơi, tôi nói hôm nay tôi nói với mấy ông đó là cực kỳ gọi là mệt luôn. Mà ai mà chạy 24 tiếng, mình không biết chạy 24 tiếng xong con cái người nó sẽ như thế nào chứ. Thật sự bây giờ là mình cả thấy là khá là mệt mỏi luôn á. Hôm nay là đúng là cái ngày gọi là thử thách đối với mình luôn các bạn. Chạy 3 giao hàng mà lấy được mốc 2. Trời ơi, tao nói nó phê ơi là phê, nó tê hết cả người luôn á. Hiện tại bây giờ là người mình á là ê hết rồi, hết chịu nổi rồi. Giờ là đang điều hướng từ ở phía bên Lê Văn Xí về nhà của bên quận 8 mà không thấy Ráp phát cuốc luôn. Mình cũng không biết tại sao luôn, Ráp lại không phát cuốc cho mình. Mình không phát cuốc cho mình thì thôi mình cũng chạy về, nhưng mà đáng lẽ thôi mình sẽ tắt điều hướng luôn nha các bạn, tại vì sợ dính vô cái cuốc của người ta. Lúc đó người ta hủy không được là mình sẽ rất là có lỗi. Nên bây giờ thì mình sẽ hủy luôn, mình sẽ tắt máy luôn, rồi đi về luôn, không chạy nữa nha mọi người. Hay hôm nay là chạy được 40 cuốc, khá là nhiều. Chạy bay và giao hàng mà lấy được mốc 2 thì mấy ông biết rồi, nó phê như thế nào luôn á. Bây giờ là mình không có diễn tả được đâu, tại vì nó khá là mệt luôn á. Mệt lắm luôn rồi các bạn, tôi chịu luôn rồi. Giờ này ráng về thôi, giờ mình sẽ chạy nhanh giờ về, giờ ghé qua bên chỗ ăn phở sau đó mình sẽ về. Tối thì mọi người sẽ đi khá là nhiều, do mình điều hướng đó, nên Ráp không hề phát cuốc cho mình. Mình muốn khóc luôn á chứ, nhưng mà giờ biết làm gì giờ, cứ chạy từ từ về thôi chứ biết làm gì giờ. Nói chuyện với mọi người một chút xíu, đi quay gái cho mọi người xem nha. Vừa đi vừa nói chuyện vừa quay gái cho mọi người xem. Sau đó thì tôi cũng đi về, chứ biết là biết làm gì giờ. Buổi tối đi thì nó vui lắm, nó có nhiều cái để mình quay lắm. Trời ơi, nó mệt lắm luôn á. Tối này các bạn biết không, đi quay á thì có rất là nhiều chuyện vui để nói cho các bạn nghe. Thứ nhất là mình sẽ đi quay gái là đúng không, thứ hai mình đi quay có khi á mình gặp rất là nhiều chuyện trên đời xảy ra, mình không biết trước được điều gì thì mình cứ quay thôi, nếu mà có gì hay hấp dẫn thì mình quay cho mọi người xem. Trời ơi, nói chung buổi tối mà đi về giờ này là toàn là được ăn cơm chó không à. Ăn cơm chó mà ăn hết ghiền luôn á.
Thôi giờ mình sẽ chạy nhanh chút xíu nha. Giờ mình cứ chạy kè kè với bạn gái này nè, mấy bạn sợ lắm luôn. À, buổi tối thì các bạn biết rồi, con gái họ chạy sẽ rất là ghê. Không như mình chạy đâu. Họ chạy nhanh lắm. Trời ơi má, vượt đèn đỏ luôn kìa. Rồi một em video vượt đèn đỏ, giờ mình lên coi các bạn số xe nó, mình quay cho mọi người xem nha. Rồi let's go. Giờ mình sẽ dí theo nó và mình sẽ quay bạn số xe. Rồi, mình sẽ quay bạn số xe nha. 67 NL154975. Bạn này vừa đèn đỏ nha. Hai bạn này vừa đèn đỏ. Đi xe không kính, không gương chiếu hậu luôn. Vừa đèn đỏ, mấy anh công an á, mấy anh có xem được á, mấy anh làm ơn mà mấy anh bắt giùm hai cái bạn này, mấy anh phạt nguội giùm em nha. Đó, bây giờ bạn nào mà vượt đèn đỏ là mình sẽ quay bằng số xe liền. Ha, đúng là những anh niên tình đôi khi không có chuyện gì làm á, không có chuyện gì làm thì đi quay. Wow, đã. Trời ơi, tối đi đồ mặc đồ mát mẹ. Trời ơi, đi ngắm. Tôi không có mê gái nha, tại vì nó trước mắt á, nên tôi phải nhìn. Rồi, giờ đi sang ai vô điện thoại là mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Chứ hiện tại bây giờ cũng đâu biết làm gì đâu đúng không? Nên cứ tranh thủ đi quay những người mà vừa đèn đỏ. Giờ mình sẽ chạy nhanh tí nha. Chạy nhanh thì nó hơi ồn, nó hơi rè tí. Wow, bọc cua đá ghê luôn mọi người. Ôi, khúc này nguy hiểm, ôi xịt, nguy hiểm phá luôn á chứ. Đó, trời ơi, đi tối mà đi ra là đi ngắm gái là sướng luôn. Cả mấy anh chị mặc đồ mát mẻ các bạn, thiếu vải. Giờ chúng ta đang ở ngay trên đường Trần Hưng Đạo. Khúc Trần Hưng Đạo này thì mình thấy là giờ nào cũng đông á. Rồi mình luôn. Trời ơi, hết hồn luôn á. Chưa về nữa à chú? Chưa. Nào chú mới về? À dạ. Trời, con điều hướng từ gần sân bay về không cứu luôn. Buồn khóc luôn á. Cái gì vậy trời? Ôi là xịt. Rồi làm mình hết hồn luôn các bạn. Mình tại vì lúc nãy mình tắt áp rồi, mình cứ tưởng là nó nào cứu cho mình, đó là mình không hề nào mình rước khách được đâu. Buổi tối thì mọi người chạy nhanh lắm. Đó, mọi người thấy không, ai cũng chạy nhanh hết á, có mình chạy từ từ. Mà mình khâm phục những người chạy đêm nha, chạy đêm khá là mệt luôn á, với lại nó nguy hiểm lắm, nên ai mà chạy đêm tôi khâm phục lắm. Rồi tới giờ này mình không thấy có gì vui nữa cả, mình sẽ tranh thủ mình chạy nhanh đây. Đây là cái cục wifi cho mọi người, cục wifi đó để phát tín hiệu cho cái điện thoại của tôi nó mạnh hơn. Nhiều cách thanh biết á, mình nói cục wifi quá xấu á, trời ơi tao nói buồn cười lắm luôn á. Rồi mới 3 giây mọi người vượt đèn đỏ hết trơn nè. Đó. Giống như
như một cái thói quen đó mọi người. Đợi đó quá trời lâu luôn, mà tới 2-3 giây đó họ lại vượt. Rồi mấy bạn gái mà đi vay rồi ta nói xinh dễ sợ luôn. Ai đi vay, mấy bạn gái mà đi vay rồi là auto xinh gái. Nhiều khi mình quay về á mà bạn có biết á, bạn ngại đâu các bạn. Bạn này đi bạn số của Đắk Lắk 47G1 29077. Biển số xe cũng đẹp quá trời luôn. Biển số xe hình như là 5 lúc tới cầu Java rồi, giờ cũng là sắp về luôn rồi nè. Trời ơi, video máy tỉnh, video máy tỉnh các bạn. Mình cũng đang đi video nè, nhưng mà radio của mình là 125. Luôn á, giờ là chỉ mới về là sau đó ăn, đi ăn thôi, chứ biết làm gì bây giờ đúng không? Trời, giờ mình tới Tùng Miện Dương rồi. Đây là đường về quận 8 nha mình. Nên bây giờ mình cũng tranh thủ mình chạy nhanh thì mình về đây các bạn ơi. Sợ nhất là mấy người mà đi từ trong cái hẻm mà họ đi ra á, mình bị ép thì mình đâu có thể nào mình đi được đâu, thì mình cũng phải từ từ mình đi, mình phải né chứ. Trời ơi, lít máy định các bạn. Tối này đi quay là cho các bạn xem là sướng luôn ha. Sao hôm nay mình đi ra đường mình gặp mấy bạn đi video, mấy bạn đi lít, trời ơi dễ hung quá vậy trời. Nói vậy thôi chứ bây giờ mình sẽ tắt cam và hẹn mọi người ở các video sau. Nhớ là nhấn like, subscribe và ủng hộ kênh, và đừng quên là bật thông báo để xem những video sau. Mình là Rap Sài Gòn Vlog hiện trường thôi bye bye mọi người và hẹn mọi người ở các video sau nha. Bye bye. Yo. Mình sẽ lấy một khối lớn ra mình chạy. Thì mọi người xem được thì mọi người xem nha. Hy vọng mọi người sẽ góp ý cho mình để mình làm những cái video nó hay hơn nè. Giờ thì mình sẽ tắt cam. Bye bye.